cần tạm đình chỉ vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển. Theo chuyên gia pháp lý, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương sẽ tạm đình chỉ vụ án dân sự bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển để chờ kết quả giải quyết vụ án có liên quan. Ngày 26 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương thụ lý đơn khởi kiện của bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc khu du lịch Đại Nam. Tỉnh Bình Dương buộc ông Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV, rút bài viết không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng. Đăng trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam, vov.vn, vào ngày 12 tháng 6 năm 2021. Trong đơn kiện, bà Hằng cũng yêu cầu ông Hiển công khai xin lỗi và đăng lời xin lỗi bà trên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại, ngày 26 tháng 10, ông Nguyễn Đức Hiển gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương tố giác tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng vì có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân ông Đức Hiển. Đến ngày 17 tháng 11, ông Đức Hiển gửi đơn yêu cầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố điều tra vụ án, khởi tố điều tra bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng về các hành vi làm nhục người khác, vu khống, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vụ việc này Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý, xác minh và giải quyết. Chờ kết quả vụ án của Công an tỉnh Bình Dương. Phát sinh vụ kiện và đơn tố giác giữa bà Nguyễn Phương Hằng, ông Nguyễn Đức Hiển đều từ bài viết không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng. Được đăng tải trên báo điện tử vov.vn. Trong bài viết trên, vov.vn đã phỏng vấn ông Đức Hiển về quan điểm, nhận định pháp lý của cá nhân ông đối với các phát ngôn trong các buổi phát sóng trực tiếp của bà Hằng. Ngay sau đó, bà Hằng cho rằng nội dung bài phỏng vấn trên của ông Hiển thể hiện sự công kích, gán ghét, quy buộc cho bà Hằng phải đi tù. Từ đó, bà Hằng nhiều lần livestream nhắc đến tên ông Hiển. Liên quan đến tình huống pháp lý nêu trên, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn luật sư Hà Nội, phân tích: cùng một sự kiện pháp lý nhưng cả hai cơ quan chức năng đang thụ lý giải quyết, vì vậy, căn cứ khoảng 18 điều 70, điểm D khoảng 1 điều 214 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự 2015, thì Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một sẽ phải tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự để chờ kết quả giải quyết việc tố giác. Yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng của ông Nguyễn Đức Hiển. Trong khi đó, theo nguyên phó chánh tòa kinh tế Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Phú, để xác minh hai vụ việc có liên quan đến nhau hay không, thẩm phán thụ lý vụ kiện của bà Hằng cần làm công văn đề nghị Công an tỉnh Bình Dương trả lời hai nội dung. Thứ nhất, vụ việc Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý, xác minh theo đơn tố giác, yêu cầu của ông Hiển đối với bà Nguyễn Phương Hằng có liên quan đến nội dung Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đang thụ lý hay không. Thứ hai, vụ việc Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý giải quyết đã được khởi tố vụ án hay chưa. Khi đạt đủ hai yêu cầu trên, rằng sự việc Công an tỉnh Bình Dương và Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đang thụ lý giữa bà Nguyễn Phương Hằng, ông Nguyễn Đức Hiển cùng vụ việc và Công an đã khởi tố vụ án thì Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một sẽ tạm đình chỉ vụ kiện để chờ kết quả giải quyết vụ án của Công an tỉnh Bình Dương. Ông Phú cho hay.